thân mình đi, quần áo thì rách dưới, đầu tóc thì bù xù, lại còn chạy xe ôm. Một thằng xe ôm như anh không đủ tư cách để nói chuyện với tôi. À không, tôi phải tránh xa anh một chút, không mọi người lại bảo chúng ta quen nhau, tôi ngại lắm. Tôi làm xe ôm thì sao? Tôi làm bằng chính sức lao động của mình, không xin xỏ ai cả. Thật buồn vì trước đây yêu cô, tôi không ngờ cô là một người như thế. Cút! Cút! Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi. Bây giờ cô giải thích đi. Nãy giờ cô đi đâu? Tôi gọi điện không nghe máy, nhớ tin không trả lời. Bây giờ cô muốn gì? Đây là ai? Em không biết chồng ơi. What? Mày là ai mà dám đánh cô ấy? Tao là chồng cô ấy, còn mày là ai? Tôi là shipper. Thích thì lái. Khóc cho nhau một lần rồi thôi, không gặp nhau nữa đâu. Bên sông xưa nơi mình thường ngồi, cạnh bên nhau rất lâu. 如果你不是专业歌手，我退出歌坛。 勇敢地向前走，命的那道光会越过黑暗，打破一切恐惧，我能找到答案。Yêu Huyền, anh chẳng được gì, mất tiền, mất bạc, mất quyền tự do. Yêu Huyền, anh ốm như cò, Huyền ăn, Huyền mập như bò Hà Lan. Nhà Huyền ở cạnh bờ sông, đấy, chiều chiều ra tắm mà không mặc gì. Huyền ơi, nhiều mỡ nhiều vì, nên Huyền đi tắm chỉ kỳ mỗi mông. Nhặt một nhành hoa rơi, đoạn đường về nhà thật buồn em ơi. Dòng người vội vàng giờ này tình ơi em ở đâu rồi? Lặng nhìn bờ vai xưa, thừa đầu mình hỏi rằng khổ chưa? Đoạn đường chẳng đường giờ đừng đi vì câu hứa. Buổi đi chị em. Anh Thành. Oh. Hello em. Ủa ai vậy? Từ Ý về hả em? Yeah. Anh nghe điện thoại chút. Alo, Bộ Y tế hả? Rớt não kìa. Anh ai rớt não hả? Dạ em rớt não. Mô hình. Cô nghĩ là tôi nói cô rớt não hả? Cô làm gì có não mà rớt. Chẳng muốn ở bên người mà mình thương, cùng đi hết quãng đường. Dù người con gái anh thương, lòng vẫn còn bao vấn vương.
夫人，嗯哼，撒个娇，嗯，叫哥哥，哥哥，叫老公，老公，魅惑点，老公，叫爸爸，叫什么？爸爸。Con giảm ga về số, thấy cơ động con đá số tăng ga. Tới số 3 con rời xa nhân thế, tới số 4 con trốn khỏi nhân gian, tới số 5 con nằm nơi chín suối. Quầy của các nước Hàn Quốc. Mantida điều baby. Thái Lan. Trung Quốc. Việt Nam. Mai lên đường nhập ngũ, bạn sẽ nói gì với người yêu của mình? Em đừng chờ anh nữa vì là anh biết là em cũng sẽ phản bội anh thôi. Đứng lại đó. Anh dám nạt tôi? Ừ thì sao? Em chán sống rồi hả? Em có vợ mỗi lần cãi nhau đừng có bỏ nhà đi. Anh có vợ mỗi lần cãi nhau đừng có đi nhậu. Em có vợ mỗi lần cãi nhau đừng có nấu cơm. Anh có vợ mỗi lần cãi nhau đừng có lau nhà nữa. Em có vợ thì đừng cãi nhau nữa. Anh có vợ thì làm hòa đi. Ừ thì làm hòa. Ai hốt thì mà. Em đi nấu cơm. Gái lớp dưới. Gái lớp B. Gái lớp cạnh. Gái lớp trên. Gái lớp mình. Cơn mưa nhẹ xưa.